bạn, ngay trước mắt quý vị và các bạn thì là một chiếc đồng hồ Zhonghuan hai lỗ, 5 búa 5 công đồng bạch. Đây là một dòng, một trong những chiếc mà có thể nói là rất đáng để sưu tầm. Thì cũng như mọi lần thì xin gửi tới các bác về hình thức. Thì con này về hình thức thì vỏ vân gỗ và vân gỗ mộc bóng, bóng piano. Tuy nhiên là do quá trình sử dụng thời gian thì nó đã có những cái vết như thế này. Các bác có thể nhìn những vết kiểu như dạng va đập gì đấy, vết tì, vết đập. Tuy nhiên thì không có bị vỡ hay là bị xước sát gì cả. Về cái thân hình ngoài, tức là mức độ nghiêm trọng thì không có. Nó có cái điểm tì nha. Và rất là đẹp. Mặt đồng số nổi chữ Zhonghuan. Rất là hoàn chỉnh nguyên bản. Đã được kiểm tra đầy đủ. Cái máy đằng sau các bác có thể được nhìn thấy chữ Original Zhonghuan và chữ rất nhỏ là Made in Germany. Và các bác có thể nhìn thấy một con Zhonghuan vàng triện hoa thị 8 cánh, có chữ G ở giữa và có mã số của máy. Mà các bác có thể nhìn thấy một cái bộ rất là đẹp. Đây là một chiếc Zhonghuan gọi là hiếm có, khó tìm, 5 công đồng bạch, rất là đẹp, đẹp nguyên bản luôn, rất đẹp. Sau đây em thử tiếng chuông, chuông cho các bạn nghe. Công đồng bạch nghe hay lắm. Vâng, kính mời quý vị và các bạn giao lưu qua số điện thoại 0388 350 888 hoặc số Zalo 0386 211 200. Xin chân thành cảm ơn.